chào mọi người. Đây, khi mọi người trồng cái tulip ở dưới hoặc là mình có thể là trong bầu nhưng mà muốn cắt ra phối màu, hoặc là mình có thể trồng tách hoặc ghép vào để cho nó theo ứng ý của mình, hoặc là trồng ở dưới như này, bắt đầu đánh ra thì mọi người có thể làm như thế này nhé, dùng cái dầm và đánh có cả phần đất bám ở cái rễ của nó. Rễ của nó thì không có nhiều lắm đâu. Đây, hơi khỏe, nó cũng không phải là ít đấy. Đây, cũng không cần phải đánh quá là nhiều. Đây, nó tho đến cái lớp trấu ở dưới luôn này. Đánh như này cái lúc thời tiết mát mát chút. Xong mình cho vào chậu trồng khoảng 5 cây. Đấy, cái này 5 cây tùy sở thích mọi người, hoặc là mọi người phối các màu với nhau. Đấy, sáng mai cho nó cụp đó, nó lại bỏ vào. Đấy. Đẹp này. Cái màu này nhìn hãy nhìn tự nhiên đâu ra vậy. Loang loang. Khả năng giờ chụp mới đẹp này, như kiểu cái lõm nó lõm một phần này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, và sau đấy là mọi người tưới đẫm cho vào để vào chỗ mát. Đấy. Rễ của nó này, bông các màu này. Này, hoặc là bắt đầu lên hơi lên màu, hoặc là bắt đầu bông như này đã hở lên, người đánh nhé. Non quá thì không an toàn lắm. Hoặc là thời tiết mà hanh ấy, hanh hanh thì cũng không nên đánh. Hanh khô.